Vào tháng 12 năm 2023, nghệ sĩ Đen Vâu gây xôn xao khi anh được nhận một lúc hai giải thưởng, nhưng cả hai đều không phải là giải thưởng âm nhạc. Đen Vâu không chỉ là một trong 10 cá nhân đoạt giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023 do Trung ương Đoàn công bố, mà anh còn vinh dự nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2023 tại giải Mai Vàng lần thứ 29. Tuy xôn xao nhưng mà chẳng mấy ai bất ngờ, bởi ai cũng biết anh đã dùng toàn bộ doanh thu từ MV Nấu Ăn Cho Em để dành tặng Nuôi Em, dự án do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khởi xướng, để nuôi cơm, xây trường cho trẻ em vùng cao, xây hai điểm trường ở Lai Châu, Cao Bằng và một số hoạt động thiện nguyện khác. Thế nhưng đối với những người nghe Đen Vâu từ thuở bắt đầu hay khoảng chục năm trước thôi, thì tinh thần trong âm nhạc của Đen bây giờ là một cái gì đó rất bất ngờ mà họ không thể mường tượng tới. Thế nên có không ít cuộc tranh cãi giữa các thế hệ fans của Đen Vâu rằng liệu anh có đang đánh mất cái chất của riêng mình không? Có phải Đen Vâu đã vì cơm áo gạo tiền mà làm ra những sản phẩm kém chất? Và liệu anh có đang còn hồn nhiên trong âm nhạc? Để trả lời cho những câu hỏi trên, hãy cùng Spider Room tìm hiểu qua bài viết Đen Vâu từ góc nhìn của một đứa con gái nghe rap của tác giả Gora Leben. Tuy bài viết đã được đăng tải từ năm 2020, song chúng mình thấy những quan điểm của tác giả vẫn mang nhiều giá trị chia sẻ. Hãy cùng xem video này và comment cảm nghĩ của bạn về hành trình âm nhạc của Đen ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Hiện tại, để bắt đầu một dự án YouTube, bạn có thể tự học một cách dễ dàng hoặc kết hợp với nhân tài ở các mảng khác nhau như viết kịch bản, thiết kế hay là quay dựng. Còn trong quá khứ, đặc biệt là khi YouTube vừa mới ra đời, vừa du nhập vào Việt Nam, thì mọi thứ không hề dễ như vậy. Các nhà sáng tạo đời đầu phải dấn thân nhiều hơn, phải nỗ lực học hỏi, phải kiên trì lâu hơn để tạo ra những sản phẩm chất lượng. Ngày hôm nay, trong số The Creator thứ 9, hãy cùng mình lắng nghe câu chuyện của một trong những nhà sáng tạo đời đầu của Việt Nam, anh Người Nhện từ Doodle Dude. Thú vị là từ một creator thì anh này đã trở thành quản lý đối tác của YouTube, Google. Đây là một vị trí giúp anh có thể đưa ra những lời khuyên, hướng dẫn và hỗ trợ các nhà sáng tạo khác. Vậy thì hành trình dài hơn một thập kỷ của Doodle Dude đã được bắt đầu, đã trải qua những chông gai và đã mang tới những bài học nào? Đối với cá nhân anh nhé, thì thật sự anh không muốn có cái cảm giác khi đi ra ngoài đường anh đang ăn bát phở thì bị người ta hỏi. Trải nghiệm làm việc tại Google đã giúp anh đưa ra những nhận định gì về khía cạnh sáng tạo nội dung YouTube của Việt Nam? Cái mong muốn lớn nhất của cá nhân anh là làm sao cho xã hội mình công nhận làm YouTuber là một nghề. Và không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta nhảy vào cuộc nói chuyện thôi. Hãy bấm nút subscribe để cùng chúng mình talk thật là sâu nhá. Rap Đen giờ mất chất ghê. Càng phổ biến càng thay đổi theo hướng thiệt sự bullshit. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới khi tranh cãi với bạn mình, những người đang ra sức bảo vệ anh, những người chỉ mới tiếp xúc với nhạc anh không quá lâu. Tôi theo Đen đến nay đã được 5 năm, một thời playlist của tôi chỉ có những bài nhạc của anh. Rap của Đen đã đồng hành và cứu rỗi tôi, nhưng nó không còn khả năng mang lại xúc cảm tương tự kể từ khi anh chính thức bước chân vào showbiz, hay nói theo ngôn ngữ của tôi là mainstream, nhạc phổ biến. Tôi đã từng rất tự tin và nhận định Đen Vâu ngày hôm qua đã chết. Dám cá là các đồng âm thực thụ, những con người đồng hành và yêu mến nhạc của anh từ Cây Bàng, Lộn Xộn hay Thiêu Thân đều sẽ có chung một góc nhìn này. Rồi cách đây tầm 3 tháng, tôi thử nghe vài cuộc phỏng vấn của Đen với báo đài và mới biết anh chọn xăm dòng chữ I Find Myself lên chân mình. Điều này khẳng định cho việc anh luôn trên hành trình đi tìm bản ngã và cố gắng đưa nhiều hơn những chất liệu mới vào trong những bài nhạc. Có khi cái chất của anh là gì, anh còn chưa định hình được rõ ràng. Một tâm hồn tự do như vậy thì không thể là thứ bất biến. Điều này gây cảm hứng cho tôi rất nhiều trong việc ngồi xuống và viết một bài về Đen và nhạc của anh, thứ mà suốt 5 năm qua tôi chưa từng thử làm. Tôi đã gom tất cả những bài nhạc của anh vào cùng một playlist, phân loại thời gian sáng tác và nghe playlist đó trong suốt một tháng để cảm nhận được phong cách viết nhạc của Đen. Hành trình tìm kiếm bản ngã trong rap. Trong hơn 10 năm sáng tác của anh, tôi gom được tổng cộng 95 sản phẩm vào playlist, tính luôn cả bài Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực, ra mắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2020. Trong đó có bài Feat Cho Vui Với Bạn Bè, có bài Không Trở Nên Nổi Tiếng và phải tổng hợp từ vô số nguồn khác nhau. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, khi tôi đảm bảo có những bài anh chỉ viết cho mình mà không public trên mạng, hoặc có những bài đã public nhưng tôi chưa tìm ra.
Điều này đồng nghĩa, trong liên tục hơn 10 năm, tháng nào anh cũng có tác phẩm mới, thậm chí một tháng có tới vài tác phẩm là ít. Dan thật sự đam mê và đầu tư rất nhiều công sức lẫn thời gian cho rap của mình. Rap là được viết tắt từ 3 từ độc lập, rhythm and poetry, tạm dịch là giai điệu và thơ. Tuy nhiên tôi xin phép trong bài chỉ đề cập về mảng poetry và hình tượng là chủ yếu. Đồng thời, dưới cái nhìn chủ quan của mình, tôi tạm chia nhạc anh thành 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 1, từ lúc bắt đầu chơi rap, sáng tác ngày lang thang. Hay có thể nói là giai đoạn của những bức bối kìm nén tuổi trẻ. Chủ đề trong giai đoạn này phần lớn là về thế giới nội tâm của người nghệ sĩ, bao gồm những xúc cảm dồn nén, đến từ bức bối quá khứ và phẫn nộ với hiện tại, nhưng không thể bộc lộ được với ai. Xót xa, cay đắng, ảm đạm, mờ mịt và không có lối ra. Đó là những lời rap như không ai hay, không ai nghe, không ai biết đâu, đốt cơn mơ, đâm câu thơ, lại thấy điên đầu, lại thấy trong tình có hận, ngứa ngáy muốn đập vỡ cả bầu trời như kiểu trong mình có giận. Mọi việc điên đầu như ký sinh trùng đang hút cạn mạch cảm hứng, thêm một chút nặng vào điên, đầu tao như chạy bằng điện cảm ứng. Chứa rất nhiều từ ngữ mang sắc màu đen tối khá u ám như là giải thoát, chết, mộ, hận, chơ vơ, lạc lối. Tuy đâu đó vẫn có tình yêu và miêu tả đời sống xung quanh, nhưng được nhìn dưới góc nhìn tiêu cực hơn là tích cực. Con người trong giai đoạn này thường đi kèm với hình ảnh chất kích thích như là khói thuốc, men, say, nghiện và khá cô độc trong tâm tư. Ta chống mi mắt bằng cách làm cay xè nó bằng khói thuốc, ta ngồi ở đó và ngáp như con nghiện lâu năm đói thuốc. Nhạc đen không có sự chuyển động trong giai đoạn này, không gian chủ yếu được miêu tả gói gọn trong 4 bức tường ám khói, sự xê dịch diễn ra phần nhiều trong tâm tư của Đen hơn là sự chuyển động vật lý. Đời anh là căn gác xếp cũ và rác đã ngập quá cửa, khi trở về nhà sau giờ tan ca, châm điếu thuốc cho phòng đỡ trống. Giai đoạn này, Đen chủ yếu viết để giải tỏa cảm giác trong lòng, sự tương tác với thế giới xung quanh, kể cả với khán giả khá mờ nhạt. Nếu được so sánh, tôi ví thời gian này là thì quá khứ đơn. Rap có thiên hướng day dứt, hoài niệm và bế tắc không thoát ra được những bóng ma của ngày cũ, đúng nghĩa không có sự phát triển cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tới giai đoạn thứ hai, sáng tác ngày lang thang. Sáng tác, anh đếch cần gì nhiều ngoài em. Tới đây thì là khi gã mơ khoác lên mình một chiếc áo hiện thực. Trong một lần phỏng vấn, Đen đã chia sẻ, cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp đó là khi mà Đen viết được bài ngày lang thang. Cũng là đánh dấu hành trình đầu tiên của Đen, đó là khi mà xách xe lên và cùng với mấy anh em chạy lên Hà Giang. Nó thay đổi cả quan niệm sống, cả cách mà Đen cảm nhận được cuộc sống xung quanh mình. Ngày lang thang nó mở ra trong Đen một hướng viết mới trong âm nhạc, mở ra một cánh cửa mới trong tâm hồn. Đầu óc mình nghĩ thoáng hơn thì mình sẽ nhìn cuộc đời chậm rãi hơn, nhìn được những thứ nó đẹp mà trước giờ mình không thấy nó đẹp. Đây là giai đoạn đưa tôi đến với nhạc Đen, cũng là giai đoạn tôi hào hứng nhất khi viết. Theo một số bài phỏng vấn chính thống, Đen khẳng định ngày lang thang đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp sáng tác của anh. Bài rap được viết trong thời điểm anh có chuyến đi lên Hà Giang, nghĩa là đâu đó vào năm 2014. Tuy nhiên, khi so sánh thử với các tài khoản SoundCloud từ bạn anh, bản public đầu tiên lại rơi vào năm 2012. Trước thời gian trên tầm 2 năm, đây là điểm làm tôi băn khoăn nhất khi viết. Tuy nhiên, nếu bỏ qua thời điểm sáng tác, thì ngày lang thang vẫn xứng đáng được xem là một bài rap đánh dấu cột mốc mới trong phong cách viết nhạc của Đen. Khi cách viết rõ ràng cởi mở, sảng khoái, bụi bặm, tự do và khẳng khái hơn, không còn chất chứa nhiều những bế tắc u tối trong quãng thời gian cũ, có thể nhận thấy đây là thời gian anh viết với năng suất cao nhất, mở ra một chuỗi những bài rap tương tác nhiều với con người mang hơi thở cuộc sống hơn. Không ngoa khi khẳng định, Đen được định hình trong lòng khán giả nhiều nhất từ giai đoạn này, một giai đoạn mang những nét đặc trưng rất riêng, rất Đen Vâu, đa màu sắc và thú vị, bao gồm các yếu tố chính sau. 1. Chủ đề rất đa dạng, khó đoán trước và được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống và sự trải nghiệm cá nhân. Những chuyến du ngoạn đường xa, ta cứ đi cùng nhau, đi theo bóng mặt trời. Niềm khao khát và đam mê dành cho rap, nhiều năm nữa hát cho đời và hát cho em. Anh em đồng hành, tan ca, mày đang giấu cái gì đó homie. Trân trọng vẻ đẹp cuộc sống, cơ duyên gặp gỡ và công việc thường nhật. Cô gái bàn bên, chạy trốn mặt trời. Con người trong giai đoạn này là con người thuộc về chủ nghĩa xê dịch và thưởng thức thiên nhiên, ngày khác lạ. Yêu một cách chân thành, ghé thăm, loving you sunny. Khao khát tự do, 800 km.
đưa nhau đi trốn, chất chứa những tranh vênh cay đắng xót xa với bàn tay trắng và ước mơ hoài bão chưa thành. Dối, ta và nàng, mơ, trời ơi con chưa muốn chết. Đôi khi những chủ đề trên không đứng đơn lẻ mà được lồng vào chung một bài rap, cùng một lúc bao hàm được rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Ví dụ như tình yêu đôi lứa trong tình yêu thiên nhiên, tình anh em đi liền với đam mê rap, v.v. Hay chất tự sự trong rap, chứa cốt truyện, cảm hứng xuyên suốt trong một bài rap. Ví dụ như là cô gái bàn bên kể về câu duyên gặp gỡ giữa hai người lạ mặt, ta và nàng kể về sự xót xa trong tình yêu đôi lứa, dưới hiên nhà là câu chuyện về sự khát khao gắn bó nhau giữa cuộc sống mưu sinh xô bồ. Tất cả dường như đều có sợi dây liên kết ý tưởng nhất định, một câu chuyện phía sau làm điểm nhấn. Có hai người lạ gặp nhau ở quán quen, đốt lên hai đốm lửa trong ngày trời xám đen. 3. Sự đồng điệu. Như cuộc đối thoại giữa chính anh với cuộc đời, với người nghe và với chính mình, đầy chất hoài niệm và mơ màng nhưng thực tế, gần như là điểm nối giữa cuộc đời và khao khát, mong ước chữa lành của những người trẻ đang đi tìm chính mình. Đầu thì bay, nhưng chân lúc nào cũng phải chạm đất. 4. Sự hoài cổ. Nhạc của anh giai đoạn này mang những cảm hứng, hình ảnh, cốt truyện, con người, chất liệu xưa cũ. Tâm hồn anh được định hình bởi những thứ thuộc về giá trị cốt lõi trong tâm hồn như nhạc Trịnh, Quỳnh Hương, chuyện Nguyễn Nhật Ánh, điển tích cổ. Đôi khi tôi thấy nhạc đen giai đoạn này là buồn nhất, một dạng buồn rất hoài niệm. Nghe nhạc anh, tôi thấy được đồng cảm với nỗi buồn của chính mình nhiều hơn là cảm thấy vui lên. Chắc có lẽ vì đen luôn lấy những điều đẹp đẽ đã cũ ra để làm chất liệu viết, mà cũ thì nghĩa là đã qua, không thể nào lấy lại được. Nhớ những ngày nghe mưa rơi ở dưới mái, dưới hiên nhà cũ em gục đầu lên bờ vai, những câu chuyện bởi thế trở nên rất dài. Chuyện của ngày cũ, chuyện hôm nay, chuyện ngày mai. 5. Khao khát. Khao khát bộc lộ cái tôi, giải tỏa tâm hồn, định hình chính mình, khao khát sự tự do trong cuộc sống, sự tự khẳng định cho rap và sản phẩm âm nhạc của mình. Một ngày thứ nhạc mà anh chơi không chỉ lan truyền trong xó xỉnh nữa, đi muôn nơi đến muôn tai, không cần thiết phải có chỉnh sửa. Tôi thường so sánh giai đoạn này như thì hiện tại tiếp diễn, thứ nhạc hết mình cho khoảnh khắc hiện tại, không màng quá khứ, ít lo ngày mai, đen lấy mình làm vật chuyển động để miêu tả quang cảnh ngay trước mắt, đi tới đâu kể câu chuyện cuộc đời mình tới đấy. Vẫn còn hơi hướng đen tối và âm u trong những bài rap chuyển giao giữa hai giai đoạn. Song không gian trong rap anh giai đoạn này ngày càng mở rộng và tươi sáng hơn, không còn ẩn mình trong những căn phòng ám khói và có vẻ mờ mịt như giai đoạn 1. Quang cảnh trải dài chủ yếu là xuyên suốt Việt Nam, từ rừng đến núi, từ đồng bằng đến biển, từ mái hiên nhà đến quán cà phê. Đối tượng tương tác cũng nhiều hơn. Em, mẹ, anh em rap, homie, nàng, các nhân vật văn học, âm nhạc như Trịnh, vợ chồng A Phủ. Những động từ về sự chuyển động cũng được sử dụng khá nhiều trong giai đoạn này. Trốn, ra khơi, đi, đồ đầy ở trên vai. Trải nghiệm và những chuyến đi được gợi lại một cách sống động trong rap, mà khi nghe, người ta tưởng như mình là người nghệ sĩ hoặc khao khát muốn được tự do như người nghệ sĩ. Người ta trải nghiệm cùng anh điều mới, nghe được thứ anh đang nghe, cảm được thứ anh đang cảm, yêu thứ anh đang yêu. Thời kỳ này là thời kỳ rap của anh tương tác nhiều nhất với cuộc đời và thính giả. Chính vì lý do đó, nhạc đen giai đoạn này thường được mở vô cùng nhiều trong những chuyến phượt đường xa với bạn bè, trong những video du lịch tự túc, leo núi, trekking hay cắm trại. Vì chúng, đúng nghĩa, mang trong mình dòng máu nóng, gợi cho người ta thứ khát khao tuổi trẻ, thúc đẩy niềm tin về tình yêu, sự tự do, bản lĩnh và ý nghĩa của vạn vật. Nhạc đen giai đoạn này như mang điện, thứ điện giật thẳng lên não bộ, tim và tất cả các mạch máu. Đó là thứ cảm giác thúc giục ham muốn được đi, được trải, được nếm thứ tình yêu, tình bạn, tình thân. Tất cả những điều đó cuộn trong lồng ngực, đến độ phải vác ba lô lên để mà đi, không quay đầu nhìn lại. Một cảm giác rất người. Cuộc sống là một cuộc chơi và chúng ta phải thật tha thiết khi còn có thể. Tóc còn xanh và máu còn nóng, nằm một chỗ để làm chi? Rap trong giai đoạn này chuyển động theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, luôn biến chuyển, không có nhân dạng nhất định và luôn theo sát những chuyến hành trình qua muôn nơi của đen. Và cùng sang tới giai đoạn 3, sáng tác Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, tức là tới nay. Đây là đen và cuộc sống trong những tòa nhà cao tầng. Khả năng ra nhạc của anh thời kỳ này không năng suất như ở các giai đoạn trước, đơn cử là bài ra gần nhất, Trời hôm nay nhiều mây cực, cần đến nửa năm để hoàn thành. Chia sẻ với VN Express, Đen cho biết,
Suốt nửa năm, tôi loay hoay trong ý tưởng, những thứ đã viết ra phải bỏ hết vì đều giống những điều, những thứ đã làm. Tôi mạn phép võ đoán, điều này hình thành do anh không chỉ đang viết cho mình nữa, mà còn có những áp lực nhất định trước việc viết làm sao để được khán thính giả đón nhận nhiều hơn. Là một người viết lâu năm, tôi đồng cảm được với việc này. Viết cho bản thân đôi khi chỉ cần vài ba phút, nhưng để viết cho đám đông, thật sự cần nhiều hơn vậy. Đó không đơn thuần chỉ còn là cây bút và tờ giấy, mà còn là phần nhãn hiệu, brand, như viết làm sao để khác biệt, phần MV, hình ảnh quảng cáo, nhà đầu tư, PR và những chỉ số marketing khác. Tôi cũng rất băn khoăn về việc nên viết cái mình thích hay viết cái khán giả thích. Nói chứ mình cũng đâu thoát khỏi cái suy nghĩ là khán giả ngoài kia họ thích nghe cái gì. Denvo chia sẻ với E! Magazine. Chịu nhiều áp lực hơn đồng nghĩa với việc phải học hỏi, phải tư duy và nỗ lực nhiều hơn để đạt được mật ngọt. Đây là giai đoạn rất tốt, vừa để Dan thử sức với khả năng viết của mình trước một lượng fan không hề nhỏ, vừa mang đến cho anh khả năng kinh tế tốt hơn để làm bất cứ điều gì mà trước đây anh chưa làm được. Tuy nhiên, mặt hạn chế của việc viết để tri ân và tôn trọng khán giả chính là việc phải bỏ đi một phần cái tôi của mình dành cho sản phẩm âm nhạc. Điều này cũng được anh đề cập rất nhiều trong những bài phỏng vấn của mình. Song song đó, việc sử dụng lý tính quá nhiều cũng làm những bài rap mất đi phần nào chất nghệ sĩ, thứ được coi là dòng chảy cảm xúc tự nhiên bên trong một tác phẩm. Người ta không quý con ong, mà người ta chỉ quý mật. Thì hiện tại đơn sẽ là miêu tả tốt nhất cho âm nhạc của anh trong giai đoạn này. Anh có xu hướng đưa vào âm nhạc của mình những điều ai cũng biết, dễ tiếp nhận, dễ tiếp thu và được nhiều người công nhận. Cuộc chơi ngôn từ không biết từ lúc nào đã vô tình trở thành cuộc kinh doanh ngôn từ khi anh bắt đầu viết cho những nhãn hàng nhiều hơn như là Viettel Pay, làm gì phải hốt, PS, cười lên Việt Nam ơi, Boss, cà phê này đậm thế, Strongbow, bài này chill phết. Song tôi sẽ không đi quá sâu vào điều này vì đó là sự lựa chọn cá nhân của anh nếu anh muốn sử dụng rap của mình dưới bất kỳ hình thức nào. Không có tiền thì làm nhạc làm sao? Ở Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực, anh có xác nhận không gian cảm hứng đóng khung chủ yếu trong ngọn đồi phía sau nhà. Tuy nhiên tôi cảm nhận được điều này từ rất lâu trước đó trong các bài rap của anh. Việc anh đã ngưng xây dịch không còn là một đen vâu. Nếu một ngày đôi chân ngừng lại thì anh thả đi chết ngay. Thứ lớn nhất anh đánh mất trong giai đoạn này là chất tự sự và tính liên kết trong cảm hứng. Tất cả những bài rap gần đây giống như sự tập hợp từ vô số mảnh ghép góp nhặt từ nhiều nơi. Có cảm tưởng khi sáng tác, anh chỉ ngồi lặng trong một căn phòng không gian nhất định và cố gắng tìm tài liệu để có chữ trên trang giấy trắng. Nếu vì âm nhạc của anh là một chiếc xe thì nó đã dừng lại tại một cột mốc nhất định. Quang cảnh trước mắt đen khá lanh quanh, gói gọn trong sân khấu, ánh đèn, công việc, tiền tài, chứ không đa dạng như giai đoạn trước. Hình ảnh cũng đóng khung tại một thước phim duy nhất là duy trì cuộc sống, tiền, show, công việc công sở, 24 giờ lặp đi lặp lại và mang hơi hướng trending showbiz hơn. Chất liệu thời kỳ này cũng chủ yếu xây dựng nên từ cảm hứng cũ, từ sách báo, truyền hình, tác phẩm, thứ đã đọc và đã nghe qua. Nói cách khác là từ việc tiếp thu kiến thức hay và cố đưa nó vào tác phẩm, chứ không như thời kỳ 1 là từ xúc cảm bí bách bên trong, và thời kỳ 2 là từ trải nghiệm hoặc sự khao khát tạo ra trải nghiệm. Chủ đề khá gò bó, xoay vòng trong 3 vấn đề chính là tình yêu, rất phổ biến so với thị trường nói chung, hưởng thụ cuộc sống, chill, phong cách sống giản dị, đơn giản, và việc đấu tranh nội tại như cố thoát ra khỏi những mệt mỏi, tiền bạc vật chất và mang tính tranh đua hơn thua nhiều hơn là cổ vũ tinh thần. Sống phải hiền, chứ đừng quá lành, lành quá tụi nó bắt nạt. Tụi nó sẽ vắt kiệt mày đến từng đồng xu các bạc. Mình sẽ không ngã, vì mình ngã họ hả hê. Loài người được đằng chân rồi lân đằng đầu. Như đã đề cập ở giai đoạn 2, điểm mạnh của nhạc đen chính là tự sự trong rap. Tuy vẫn có những bài nhạc thể hiện tốt yếu tố này như Lối Nhỏ, nhưng phần lớn các bài hiện tại gần như mất đi hoàn toàn sự tâm tình đặc trưng của anh. Thay vào đó, rap đen có xu hướng viết để lấy cảm tình từ người hâm mộ, đơn cử như việc sử dụng rất nhiều tính từ miêu tả, câu rap tự tuyên bố về sự mộc mạc trong phong cách, khi đó là thứ fan thích ở anh, không màng những danh xưng, idol, giới thiệu cái tôi, khao khát tự do, một cách vô cùng thiếu tự nhiên. Hay nói theo cách đơn giản hơn, anh đang cố quảng cáo chính mình bằng lời rap. Một cái beat thật chill đưa ta về với bản chất, Denvo keep it real, rap theo kiểu đơn giản nhất. Nếu mỗi người cho ta 1.000 là ta sẽ có ngay 1 tỷ đồng. Lấy tiền đó lên vùng xa,
xây được mấy cái lớp học vỡ lòng. Âm nhạc phản ánh người nghệ sĩ, có người bảo anh vẫn đang là anh khi miêu tả chính cuộc sống showbiz của mình. Tuy nhiên điều này chỉ đúng nếu Đen không tự đưa vào những tuyên bố, những từ ngữ mang tính khẩu hiệu bác bỏ thế giới showbiz hào nhoáng, tiền tài công việc như là đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, đừng gọi anh là idol, con người trong nghịch cảnh càng không được phép đầu hàng. Hình ảnh trong nhạc của anh lại đang thể hiện những điều ngược lại. Người ta thường có xu hướng nhắc nhiều về thứ được bản thân quan tâm và ưu tiên lên hàng đầu trong thời điểm hiện tại. Một người nói, viết, tìm hiểu nhiều về hẹn hò là một người đang xem tình yêu là kim chỉ nam. Một người trò chuyện về công việc sẽ là một người ưu tiên cho sự nghiệp. Ở đây cũng vậy, tôi đã thử thống kê số lần anh đề cập đến vật chất trong những bài nhạc gần đây và thấy rằng chúng được nhắc đến ngày càng nhiều. Thật là một sự chối bỏ bản thân nếu chính mình đang khác đi nhưng vẫn cố thể hiện rằng mình vẫn là một Đen giai đoạn cũ, vì phần lớn người hâm mộ định hình, yêu thích, biết đến anh từ giai đoạn ấy. Hoặc tôi có thể hiểu theo một hướng khác đi là Đen Vâu đang đấu tranh với chính nội tại của mình. Anh đang giằng co giữa cuộc sống mưu sinh và cái tôi hiện hữu. Và điều đó được thể hiện qua những lời rap. Như thế nào đi nữa thì rõ ràng anh đang mất đi tự do, cho dù cố ý hay vô tình. Ở thời kỳ 2, chẳng bao giờ anh đòi tự do, cũng hiếm khi tuyên bố về những tầm thường vật chất. Nhưng người ta vẫn luôn cảm nhận được sự tự do cả về tinh thần lẫn phương hướng sống của anh, không phải sao? Phải chăng càng tuyên bố càng nhiều về việc anh bán chất xám chứ chưa từng bán mình, nhạc của Đen càng minh chứng rõ ràng hơn việc anh đang bị thế giới showbiz chi phối, giống như một câu trong bài viết tôi đã đọc được ở đâu đó về anh. Sẽ chẳng có ai đòi tự do nếu mình đang được tự do cả. Dưới cảm nhận chủ quan của mình, tôi nhận thấy tính khẳng khái của cái tôi độc tôn, bất cần, tự thừa nhận và khẳng định bản thân, không chấp nhận cuộc đời bí bách ở anh, được thay thế bằng lời nhạc rất phẳng lặng, bình ổn và mang tính chất đồng minh với khán giả hơn. Thiếu đi một Đen Vâu khao khát đi tìm những điều thú vị còn ẩn giấu. Thay vào đó là một người thợ viết, đang viết những điều trong khuôn khổ an toàn và đầy những tuyên bố làm vừa lòng người đón nhận. Tôi tôn trọng sự thay đổi ở anh, nhưng nếu đi đường dài với những đánh mất ngày càng nhiều trong phong cách viết, tôi không biết đến khi nào nhạc anh sẽ hòa tan vào những bài thị trường na ná nhau, không còn mang dòng máu nóng trong huyết quản, không còn là một Đen Vâu bình yên là lúc lòng không sầu không vui. Và quan trọng hơn là sự dễ dàng bị quên lãng, bị nhấn chìm. Có chăng việc anh đang làm hiện tại không phải là nghĩ làm sao để bài nhạc được đón nhận nhiều hơn, mà là phải nghĩ làm sao để mình sống lại và thật sự chấp nhận chính mình như một Đen Vâu ngày xưa cũ. Cơ hồ điều này khó hơn nhiều. Phải chăng tất cả những điều anh đang đề cập đến trong nhiều năm nữa hay cắt tóc vỉa hè đều đã trở thành sự thật, kể cả nỗi sợ của mình. Rồi nhìn quãng đường đã qua, không biết thành công hay là thất bại, nỗi buồn lớn nhất là khi niềm vui cũng vì lo toan mà bị gác lại, rồi chìm phai, sợ mai muốn tìm lại mình mà không biết phải tìm ai. Tôi hay thường tự ví von với mình, Đen Vâu giai đoạn này như đang viết một bài nghị luận trong đề thi đại học. Những điều rất đúng đắn, rất giống ba rem chấm thi, đầy đủ ý tứ, sử dụng cấu trúc câu rất xịn, nghe có vẻ rất độc đáo, rất nghệ thuật, nhưng sáo rỗng và thiếu đi nét mượt mà trong cảm xúc thật. Liệu Đen Vâu có mất chất? Sau khi hoàn thành những phân tích trên, tôi nhận ra sự thay đổi trong phong cách viết của Đen chủ yếu là do sự thay đổi về tuổi đời của anh. Thời kỳ 1, khi anh tầm 20 tuổi, là thời gian hoang mang vô định bất an của tuổi trẻ, chưa đủ tiềm lực tiềm năng để giải phóng bản thân, chỉ có thể ôm sầu và giải tỏa cùng rap. Nói cách khác, đối tượng tiếp cận âm nhạc là chính Đen, người nghệ sĩ. Giai đoạn 2, khi anh tầm 23 đến 28 tuổi, là giai đoạn tự khẳng định mình, muốn khám phá, muốn vẫy vùng sông núi, muốn sống trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn. Âm nhạc như một người bạn đồng hành, viết nhạc ghi dấu những điều đẹp đẽ trên những chặng hành trình anh đã qua. Nói cách khác, đối tượng tiếp cận âm nhạc chính là thế giới xung quanh Đen. Giai đoạn 3, khi anh tầm 28 tuổi, tức là hiện nay, là giai đoạn Đen phải đến tuổi nghĩ ngợi về sự nghiệp trước mắt. Không còn là người ta mơ nhà mơ cửa, còn anh mơ núi mơ sông. Chấp nhận sử dụng nhạc rap như một nghề chính thống, những cơn mơ phải thay thế bằng việc 24 giờ bị giam hãm bởi cơm áo gạo tiền. Nói cách khác, đối tượng tiếp nhận âm nhạc chính là người hâm mộ và khán thính giả. Mỗi thời điểm, nhạc anh có sức ảnh hưởng đến những đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, đối với những người không nhận thức được sự khác biệt này, rất dễ đưa ra những nhận định sai, từ đó hình thành nên sự tranh cãi vô ích.
mà phần lớn là sự xung khắc giữa lực lượng người hâm mộ cũ và số đông người hâm mộ mới. Một bên là những người đã ở cùng anh 5-7 năm, bắt đầu cảm thấy hụt hẫng vì người ta đã quen hình ảnh anh dưới hình tượng một gã phong trần bất cần, cho mình cảm hứng đi tìm ý nghĩa cuộc sống giữa cuộc đời này bao la. Một người nghệ sĩ đánh từ cảm xúc bên trong, thứ cảm xúc cốt lõi ra, chứ không phải một đen vâu miêu tả tâm can hời hợt, kiệt quệ cảm xúc, lấp mình trong vật chất tiền tài và đầy những hình ảnh gò ép bó buộc trong âm nhạc. Tưởng tượng vừa trải qua một hành trình đẹp đẽ tự do và phải đứng lại, điều đó thật chán chường biết bao. Sự ích kỷ lên tiếng trong họ rằng thứ nhạc mainstream là thứ nhạc tha hóa nghệ thuật. Một bên là những người bắt đầu tiếp cận với đen từ giai đoạn này trở đi, vì không trải qua cùng anh một giai đoạn âm nhạc thật sự đầy tự do, đầy khao khát chu du bốn bể. Phần lớn tác giả tại thời điểm này không cần thiết, không cảm nhận được và cũng không quá quan trọng việc anh đã ngừng xê dịch. Cũng rất ít người thật sự chú tâm đến việc anh đã thay đổi ra sao. Hiện tại đã là đủ lắm rồi. Vì chung quy lại, đen đang làm tốt việc nói lên tiếng lòng, mà nếu ai đã tiếp xúc lâu năm sẽ biết đen trước đây đã làm điều này xuất sắc gấp 10 lần và vẫn gợi được sự thích thú với cách chơi chữ wordplay độc đáo cho phần lớn người hâm mộ tại thời điểm hiện tại. Một bên nhìn về hiện tại, một bên so quá khứ, căn bản là khó có thể cân bằng. Dưới cái nhìn cởi mở hơn xưa, tôi nghĩ tư duy âm nhạc khác nhau không có nghĩa là phải lên án, phán xét hay chê bai sở thích của nhau. Người ta không thể nào cứ khư khư muốn người nghệ sĩ của mình phải sống một cuộc đời khổ cực mãi để phục vụ cho nhu cầu của một đối tượng riêng biệt được. Đâu đó cũng đã nhiều năm nữa trôi qua, mọi thứ đều xê dịch và chuyển đổi, huống hồ gì con người. Không ai cứ đứng yên ở nơi cũ để thuộc về mình, không ai có thể gói người nghệ sĩ vào một cột mốc chỉn chu nhất định. Sau tất cả, tôi nhận ra nếu yêu mến một điều gì đó, thứ duy nhất người ta có thể làm là tôn trọng quyền tự do phát triển của nó và hạn chế sự ích kỷ, bởi những thứ tốt đẹp xứng đáng được nhiều người đón nhận, cho dẫu đôi khi điều đó không làm bản thân mình hài lòng. Vẫn có cái nhìn khắt khe hơn với rap hiện tại của anh so với quá khứ, nhưng tôi hy vọng người nghệ sĩ của mình thật sự đang vui khi thử trải nghiệm âm nhạc và cuộc đời dưới cái nhìn đa chiều hơn, mà ở đây là góc nhìn từ một nghệ sĩ đã nổi để tìm thấy lối đi đúng đắn. Đường đi thì dễ thôi, nhưng đi về đâu mới là khó, đen vô. Còn các bạn thì có cảm nhận như thế nào về âm nhạc của đen? Comment ở phía bên dưới cho chúng mình được biết nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!